Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 240. Chương 2391, người đối đầu 3. Dương Gian muốn bắt chước quỷ hồ và làm chủ 40% sức mạnh linh dị càng sớm càng tốt. Chỉ bằng cách này hắn mới có thể chống lại ác quỷ trong quỷ hồ. Sự biến mất của Vương Thiện không hẳn là biến mất. Hắn vừa mới hòa vào trong hồ, hắn sẽ xuất hiện trở lại khi sử dụng linh dị, giống như những ký ức lưu lại trong quỷ bóng vậy. Điều ta muốn làm bây giờ là làm cho Vương Thiện đã hóa thành ác quỷ xuất hiện trước mặt ta. Hắn chạm vào dòng sông đang trào dâng dưới chân mình, một mối liên hệ không thể giải thích được xuất hiện trong lòng Dương Gian. Mối liên hệ này đã luôn tồn tại từ trước, cho phép hắn điều khiển nước hồ. Sau một hồi cố gắng thử, dần dần một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Cùng với sự dâng trào của dòng sông, đường nét của một bóng người dần dần cô đọng trong nước. Đây không phải là một xác chết, mà là một người được hình thành hoàn toàn từ nước hồ. Nhưng dần dần, người này ngày càng trở nên thật hơn. Cuối cùng toàn thân ướt đẫm, Vương Thiện trắng bệch không còn chút máu lại xuất hiện trước mặt Dương Gian. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lúc này Dương Gian mới hiểu ra, hiểu được những xác chết nữ kia đã xảy ra chuyện gì. Tại sao những cái xác chết nữ đó giống như không có máu? Bởi vì xác chết nữ căn bản không phải là một thi thể thuần túy, mà là được tạo thành từ nước trong quỷ hồ. Xác chết là một khối nước hồ. Quỷ hồ là ác quỷ, cho dù bị chia thành một vùng nước nhỏ thì nó vẫn là quỷ. Cũng giống như ác quỷ, dù có bị phân mảnh như thế nào thì tứ chi còn lại cũng là ác quỷ và sở hữu sức mạnh linh dị. Chỉ là những con quỷ khác rất khó tách rời, nhưng quỷ hồ thì khác. Nó có thể phân tán hoặc tập trung. Dương Gian tiếp tục quan sát Vương Thiện trong nước. Thứ đầu tiên hắn chú ý tới chính là ánh mắt Vương Thiện, không phải màu trắng nhợt nhạt của xác chết nữ mà là màu đỏ rực, phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo nhàn nhạt. Đồng thời bàn tay Vương Thiện hơi đen, khác nhau hoàn toàn so với phần còn lại của làn da trên người hắn. Đây là linh dị phản chiếu ra từ quỷ nhãn và quỷ thủ của hắn. Thậm chí có một cái bóng mờ mờ phía sau Vương Thiện. Xác chết nữ trong quỷ hồ là linh dị mới hình thành từ quỷ điều khiển quỷ hồ, cho nên quỷ hồ do ta điều khiển là quỷ được hình thành từ ta. Không khó để Dương Gian hiểu được cảnh tượng trước mắt. Chỉ là sức mạnh linh dị dưới sự điều khiển của Vương Thiện rất yếu. Bởi vì dù là quỷ nhãn hay quỷ thủ thì sức mạnh linh dị không thuộc về hắn, mà là thuộc về Dương Gian, hắn chỉ bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng như vậy là đủ. Bởi vì nếu sở hữu những đặc điểm của ác quỷ thì không thể bị giết, nhưng Vương Thiện cũng không còn ý thức của một người sống nữa, mà chỉ là một người linh dị được tạo nên từ nước hồ. Như vậy là đủ rồi, ít nhất đối phó những xác chết nữ kia cũng không có vấn đề gì. Dương Gian thầm nói trong lòng, nhưng số lượng không đủ, ta cần số lượng vừa đủ mới được. Nhưng làm như vậy thì phải có người mới chết trong hồ, chỉ có như vậy người chết mới có thể hóa thành ác quỷ chui ra từ nước. Sau khi nhận ra điều này, hắn vẫn không hy sinh người bình thường. Dương Gian đã chọn tiếp tục sử dụng sợi dây chuyền của quỷ lừa đảo. Chỉ cần tạo ra cơ thể của một người sống, nó không là gì đối với linh dị, nó thậm chí không phải là gánh nặng với hắn. Bởi vì đây không phải để chiến đấu chống lại ác quỷ, mà chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến hiện thực mà thôi. Ngay sau đó, từng người sống vô hồn xuất hiện trên mặt sông. 10, 20, 50, 100, con số đang tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Quỷ lừa đảo đang hồi phục nhanh chóng, Dương Gian đã vay mượn quá nhiều sức mạnh linh dị trong một lần. Một hình hài ác quỷ vặn vẹo quái dị thoát ra khỏi xiềng xích của chiếc vòng cổ và xuất hiện trong hiện thực. Ngoan ngoãn làm việc cho ta, đừng gây rắc rối. Dương Gian lạnh lùng vươn bàn tay móng đen của mình nắm lấy ác quỷ. Quỷ lừa đảo không thể xâm chiếm quỷ bóng và thất bại trong cuộc đối đầu với quỷ bóng. Hắn chỉ có thể bị Dương Gian điều khiển trong một thời gian ngắn. Cuối cùng vay mượn sức mạnh linh dị một cách không cần kiêng dè. 200, 300, 400, số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Sức mạnh linh dị quả thực kinh người. Để thận trọng, Dương Gian cố tăng số lượng lên 1.200 người, cuối mới dừng lại. Đây mới chỉ là đợt đầu tiên, nếu chưa đủ hắn sẽ chọn bổ sung thêm. Ngay sau đó, quỷ bóng bao phủ và bào mòn những xác sống vô hồn, những ký ức mới xuất hiện, nhưng ký ức của mỗi người đều khác nhau. Tất cả đều là người đã chết ở thành phố Đại Sương. Hơn nữa, để phân biệt ác quỷ trong quỷ hồ, lần này Dương Gian đã chọn giới tính nam cho tất cả những người sống lại. Trong số những người đã chết ở thành phố Đại Sương,
các ngươi là nhóm ưu tú nhất trong số những người bình thường. Dương Gian nhìn chằm chằm những người này, ta cho ngươi sống lại là vì muốn các ngươi chết vì ta. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể rơi xuống quỷ hồ, hóa thành ác quỷ giúp ta giải quyết sự kiện linh dị này. Đương nhiên đây là ý nghĩa cho sự tồn tại của các ngươi. Sau khi chết ta vẫn có thể bảo vệ những người sống khác, cũng không tính là chết vô ích. Cảm ơn Dương Gian ngươi đã cho ta cơ hội này. Ta đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao. Hãy lấy mạng ta đi, đừng buông tha cho những thứ quái quỷ này. Một nhóm người sống lại rơi xuống sông một cách quái dị mà không nói một lời. Nước sông chảy xiết nhanh chóng nhấn chìm họ. Dương Gian đứng trên dòng sông cuồn cuộn không nói lời nào, nhìn những người này biến mất ngay trước mặt. Một thế giới tàn nhẫn luôn sinh ra những kẻ tàn nhẫn. Không phải thế giới đang thay đổi, mà là con người đang thích nghi với thế giới này. Dương Gian cũng không phải ngoại lệ, nhìn 1.200 người sống lại biến mất thêm lần nữa, trong lòng không hề có chút dao động. Ít nhất thì sự biến mất của họ sẽ trở thành một sức mạnh linh dị mới, giúp hắn chống lại quỷ hồ, cũng để những người sống ở các vùng khác của thành phố Trung Châu có thể sống sót an toàn. Điều này rất đáng giá. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2392, tiêu hao về số lượng 1. Dương Gian nhìn 1.200 người mà hắn hồi sinh rơi xuống sông, yên lặng không nhúc nhích không phải là hắn không làm gì cả. Ở đáy dòng sông, nước sông ở đây cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra khí tức khác thường, nước ngầm dâng trào, dòng nước đang chảy một cách không hợp lý. Trong những dòng nước đó lại xuất hiện những xoáy nước, số lượng xoáy nước vẫn không ngừng tăng, phân bố dày đặc rơi xuống. Có chuyện còn kỳ quái hơn nữa, trong xoáy nước của dòng sông, những bóng hình vô hồn của người vừa chết dưới sông lại dần dần nổi lên. Ban đầu, bóng người trong xoáy nước chỉ là một đường nét mơ hồ. Nhưng thời gian trôi qua, đường nét càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, trong mỗi xoáy nước đều xuất hiện một người kỳ quái có thân thể ướt đẫm, nước da trắng nhợt và đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Những người này giống như những ác quỷ dưới nước, không? Bọn họ chính là những ác quỷ dưới nước, hơn nữa còn là những tồn tại đáng sợ không thể giết chết. Ta không biết sự hiện diện của các ngươi là đúng hay sai. Dương Gian nhìn xuống dòng sông dưới chân, tầm mắt nhìn thẳng về phía dòng sông, nhìn thấy từng người giấy quái dị. Một khi mất kiểm soát, những ác quỷ này sẽ gây ra một sự kiện linh dị khủng khiếp. Tuy cá nhân ác quỷ rất yếu ớt nhưng số lượng cũng đủ khiến bất cứ đội trưởng nào cũng cảm thấy ngột ngạt và tuyệt vọng. May mà sự kiện quỷ hồ bây giờ mới nổ ra, nếu được đặt, cách đây 2 năm, e rằng vô số tiểu đội người ngự quỷ sẽ bị xóa sổ. Sắp hết thời gian rồi, nhất định phải dẫn những ác quỷ này đối đầu với quỷ hồ, nếu không những người khác nhất định không chịu nổi mà bị quỷ hồ làm cho kiệt sức mà chết. Dương Gian bắt đầu hành động. Lúc này, phía trên mặt sông, những cái đầu ướt đẫm lần lượt trồi lên khỏi mặt nước, lộ ra những khuôn mặt trắng bệch khác nhau. Đôi mắt chỉ có sự tê dại và kỳ quái y hệt như quỷ nhãn. Dòng nước tuôn trào. Những người kỳ quái này đi trong nước và hướng về phía hồ nước khổng lồ cách đó không xa. Bây giờ, trong thành phố Trung Châu đã bị nhấn chìm. Giữa những tòa nhà cao tầng lộ ra mặt nước, một trận chiến giữa những người ngự quỷ và những ác quỷ vẫn đang diễn ra. Nhưng trong cuộc đối đầu linh dị, người sống luôn là bên yếu thế nhất. Kể cả những nhân vật cấp đội trưởng được tuyển chọn từ khắp mọi miền đất nước cũng không thể giành được lợi thế trong một cuộc đối đầu dài hơi. Trong tòa nhà im lìm chết chóc nơi Tào Dương xuất hiện, hắn đang ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì xung quanh hắn đều là những xác chết nữ lạnh lẽo, số lượng nhiều đến mức kinh hãi, gần như chắn hết tầm nhìn của hắn. Chỗ an toàn duy nhất còn lại chưa đầy 1 mét. Nhưng những xác chết nữ xung quanh lại bất động trông như những con rối gỗ. Thật ra những xác chết nữ này không hề bất động, mà là Tào Dương đã ngồi xổm xuống, chiều cao của các xác chết nữ vượt qua hắn. Linh dị đáng sợ của quỷ đè người xuất hiện, hạn chế cử động của những xác chết nữ này. Nếu tiếp tục hao sức thế này, ta sẽ chết rất thảm, nếu muốn sống sót, ta chỉ có thể chạy trốn. Sắc mặt Tào Dương u ám, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Bịch bịch, bịch bịch. Có tiếng bước đi trong vũng nước vang lên. Điều này cho thấy rằng có những xác chết nữ khác đang đến gần. Khu vực xung quanh đã được bao quanh bởi mấy lớp xác chết nữ. Việc tụ tập, linh dị vào một chỗ thậm chí còn sản sinh ra sự quấy nhiễu linh dị cực mạnh,
Tào Dương như đang ở trong một cái lồng và sắp bị nhốt chết. Nhưng hắn chưa đi đến bước đường cùng, hắn vẫn còn quỷ vực, có thể sử dụng quỷ vực để rời đi. Chỉ là hắn đang do dự, đi thì dễ thôi. Nhưng sự ra đi này đồng nghĩa với việc quỷ hồ đã mất kiểm soát, hoàn toàn không có cách nào để xử lý. Vì vậy Tào Dương vẫn đang suy nghĩ và nghĩ cách, chưa đến giây phút cuối cùng thì hắn sẽ không chạy trốn. Cùng cảnh ngộ với Tào Dương còn có Liễu Tam. Liễu Tam đã dùng 30 người giấy để bọc 30 cái xác chết nữ trong người giấy và đưa bọn nó vào giấc ngủ sâu, nhưng số lượng những xác chết nữ xung quanh vẫn không giảm một chút nào. Tính cả hắn vào thì tổng cộng có 31 người đang chiến đấu chống lại những xác chết nữ. Mỗi người giấy xách theo hai xác chết lạnh lẽo, đôi tay đáng sợ như ác quỷ kia chỉ cần nắm lấy xác chết nữ là có thể khiến cho xác chết nữ không thể cử động. Cộng thêm xác chết nữ trong cơ thể, một người giấy tương đương với việc tiêu diệt 3 xác chết nữ, 30 người giấy của hắn cộng lại xử lý 90 xác chết nữ. Số lượng như vậy đáng sợ, mạnh hơn nhiều so với Tào Dương, tuy nhiên tình hình vẫn không được cải thiện. Vẫn có những xác chết nữ đứng dậy trong vũng nước vẩn đục, số lượng còn nhiều hơn trước, thực sự giống như là vô tận, vĩnh viễn không có cách nào loại bỏ hoàn toàn những xác chết nữ này. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thực sự sẽ kiệt sức mà chết ở đây. Nếu thật sự phải chết theo cách này, vậy thì uất ức quá, phải rút lui thôi. Lúc này trong đầu Liễu Tam nảy ra ý tưởng rút lui. Hình thức này đã khiến mọi người rất tuyệt vọng. Ai có thể ngờ rằng quỷ hồ lại có đòn tấn công linh dị như vậy, không phải khủng bố thuần túy mà là số lượng nhiều đến tuyệt vọng sẽ khiến ngươi kiệt sức mà chết. Việc quỷ, nô thường xuất hiện trong linh dị, cùng với những vật quái dị sản sinh ra từ linh dị đều là những chuyện rất bình thường. Nhưng lần này quá bất thường, xác chết nữ giống như ác quỷ thật sự, không giết được, không diệt được, chỉ có thể áp chế và giam cầm. Rút lui thôi, ta đã cố gắng hết sức rồi, trong trường hợp này, ta tin rằng không chỉ có mỗi ta, mà những người khác cũng sẽ rút lui. Liễu Tam hít sâu một hơi, hắn lần lượt nhìn những xác chết nữ còn đang trồi lên, xoay người rời đi không nói một lời. Tất cả người giấy đều thả xác chết nữ xuống, sau đó cùng hắn tụ tập một chỗ, bảo vệ Liễu Tam đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Sau khi buông ra, xác chết nữ lập tức cử động, nhìn nhóm người của Liễu Tam rời đi một cách kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2393, tiêu hao về số lượng 2. Còn bên Phùng Toàn, hắn đang ngồi thở thoi thóp trên đầu một ngôi mộ cũ, bên dưới mông hắn có chôn vài xác chết nữ, nhưng không có tác dụng gì. Hắn đã xây 5 ngôi mộ như vậy, chôn ít nhất cũng phải mười mấy xác chết nữ, nhưng chẳng là gì so với con số còn liên tục xuất hiện. Ta cũng đã đạt đến giới hạn của mình, tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trên ngón tay của Phùng Toàn là một chiếc nhẫn lạnh lẽo như thể được mài ra từ xương. Mặc dù hắn vẫn còn ở đó, nhưng dấu vết đã biến mất. Những con quỷ không thể tìm thấy hắn. Xác chết nữ đứng bất động và mất mục tiêu tấn công. Vật phẩm linh dị này rất hữu ích và có thể bảo vệ tính mạng. Người duy nhất có ưu thế chắc là Lý Quân. Hắn đốt quỷ hỏa và xua đuổi tất cả những con quỷ vào quỷ vực dẫn đến tòa nhà bình an. Tòa nhà được dọn dẹp rất nhanh. Nhưng sau khi dọn dẹp xong lại xuất hiện một xác chết nữ, Lý Quân đã dọn lần thứ hai, lần thứ ba, lớp trang điểm trên. Mặt Lý Quân cứ thế chảy ra hết lần này đến lần khác, lần nào cũng được A Hồng trang điểm lại. Lý Quân, chúng ta cứ hao sức như thế này cũng không phải là giải pháp. E là dùng hết bột màu trong hộp trang điểm cũng không thể xử lý được quỷ hồ. Đây căn bản là một sự kiện linh dị không thể lý giải, không phải thứ mà người ngự quỷ có thể chống lại. A Hồng bắt đầu thuyết phục, không biết đây là lần thứ mấy dọn sạch xác chết nữ rồi. Lúc này Lý Quân mới dừng lại, hắn cảm thấy điều bất thường bởi vì hắn nhìn thấy một bóng hình của ác quỷ mặc đồ màu đỏ lảng vảng ở cổng tòa nhà bình an. Ác quỷ trong bức tranh quỷ xuất hiện, hắn không thể tiếp tục kết nối với tòa nhà bình an theo cách không kiêng dè như vậy nữa. Đó chính là ác quỷ trong bức tranh quỷ, nếu quỷ vực được mở ra lần nữa, con quỷ đó rất có thể sẽ thoát ra và rời đi. Tác hại của quỷ họa cũng không kém gì quỷ hồ. Vừa dừng tay lại những xác chết nữ xung quanh đã không ngừng ép đến gần, cả hai không có thời gian để thở. Ngươi nói đúng, có lẽ dù chết vì kiệt sức ở đây thì chúng ta cũng không thể giải quyết được quỷ hồ. Lý Quân rất tỉnh táo,
hắn cũng học được cách đối mặt với hiện thực. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta rút lui. Hắn vẫn đang cố chấp, mong rằng có thể giải quyết thêm một chút để biết đâu có ích cho sau này. Nhưng thực tế thật phũ phàng, cho dù Lý Quân cố gắng chống đỡ, nhưng ác quỷ cũng không cho hắn cơ hội này. Xác chết nữ dẫm trên mặt nước tù động lao vào như thủy triều, lúc này Lý Quân cùng A Hồng đang bị nuốt chửng, ngay cả quỷ hỏa đang cháy cũng giống như ngọn nến trong gió. Sẽ sớm bị dập tắt, đây là sự quấy nhiễu của linh dị, có nghĩa là ngọn lửa của Lý Quân không thể lan ra ngoài, nếu hắn còn không thoát ra ngoài, thậm chí hắn còn không sử dụng được quỷ vực. Lý Quân, A Hồng lo lắng thúc giục, không nên tiếp tục chiến, đấu đến chết nữa. Đi thôi. Lý Quân cảm thấy rất nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy A Hồng chuẩn bị rút lui. Tuy nhiên đúng lúc này, những xác chết nữ vây quanh đột nhiên đồng loạt dừng lại, đôi mắt trắng bệch quay đầu nhìn về phía sau. Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện tiếng bước chân dày đặc và gấp gáp, vũng nước đọng trên sàn nhà càng thêm hỗn loạn. Giống như có một nhóm người xuất hiện và bao vây tất cả các xác chết nữ ở bên ngoài. Ngay sau đó, những xác chết nữ bắt đầu ngã xuống đất, như thể họ bị một thứ gì đó bắt lấy, hoặc họ bị đè xuống đất và không thể di chuyển khi đối mặt với một thứ gì đó mạnh hơn. Sự thay đổi này diễn ra rất nhanh, một giây trước Lý Quân và A Hồng còn đang gặp nguy hiểm thì giây tiếp theo, tình thế đột ngột đảo ngược. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Quân vốn đang chuẩn bị rút lui, tạm thời dừng hành động của mình lại. Hắn nhận thấy sự thay đổi của cục diện nên muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Khi một xác chết nữ chắn ngang tầm mắt hắn đột nhiên ngã xuống mà không hề báo trước, lúc này Lý Quân mới nhìn rõ chuyện vừa xảy ra. Trong làn nước đọng tối tăm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện những người đàn ông đứng một cách kỳ quái. Những người đàn ông này rất giống xác chết nữ. Toàn thân ướt sũng, làn da trắng bệch, điểm khác biệt duy nhất là có đôi mắt toát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, nhưng lại trở nên cực kỳ nổi bật trong môi trường này. Một xác chết nữ không chống cự được, bị một người đàn ông kỳ quái tóm cổ và kéo lê dưới nước. Nước đọng cuộn trào, xác chết nữ vùng vẫy, không muốn chìm xuống nước nhưng vùng vẫy cũng vô ích, xác chết nam túm chặt lấy nó và kéo đi. Cuối cùng, xác nam biến mất, xác chết nữ cũng biến mất. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, ác quỷ tấn công họ đang nhanh chóng biến mất. Không, không đúng. Với sự triệt tiêu này, có vẻ như số lượng xác chết nam xung quanh vẫn nhiều hơn một chút. Quả nhiên các ngươi vẫn không chống lại được quỷ hồ, cho dù Lý Quân ngươi cũng vậy. Giọng nói của Dương Gian xuất hiện, không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện trên hành lang mờ mịt, nhìn Lý Quân và A Hồng. Lý Quân hiểu ra, ngươi làm chuyện này à? Đúng vậy, số lượng quỷ quá nhiều, muốn đối phó thì buộc phải có nhiều hơn số đấy. Ta đã đánh cắp một phần sức mạnh linh dị của quỷ hồ, may mà thử thành công công, miễn cưỡng có thể chống đỡ được, giải quyết tình hình trước mắt. Dương Gian nói, phía những người khác thì sao? Lý Quân thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi. Dương Gian nói, tình hình tương tự ở đây. Hắn liếc nhìn những tòa nhà khác. Lúc này Phùng Toàn hơi kinh ngạc nhìn những người đàn ông kỳ quái vừa xuất hiện, sau đó bọn họ kéo xác chết nữ đi, không hề lo cơ thể sẽ bị tan chảy. Không, không đúng. Hình như hai người giống y như nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trong tình huống một chọi một, xác chết nữ chìm xuống vũng nước đọng rồi biến mất, xác chết nữ cũng giãy giụa bị kéo đi. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Toàn lập tức hiểu ra, Dương Gian đã thành công, hắn dùng sức mạnh linh dị của quỷ hồ để chống lại đòn tấn công của quỷ hồ. Nhưng hắn rời đi đâu có phải vài phút. Nhìn vào thời gian, Dương Gian đã biến mất ít nhất 20 phút. Nếu thực sự dựa vào bản thân Phùng Toàn thì đúng là không thể chống đỡ nổi. Không chỉ bên Phùng Toàn, mà Liễu Tam chạy trốn lên nóc nhà cũng nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy ở dưới tầng, hắn cảm thấy không hiểu, quỷ hồ đang nội chiến à? Nhưng rồi hắn đã hiểu ra, không, không đúng, là Dương Gian làm, ban nãy hắn đã biến mất một lúc. Tào Dương cũng nhìn thấy chuyện xảy ra xung quanh, chậm rãi thở hắt ra, xem ra ta không cần chạy trốn nữa. Đây hẳn là quỷ của Dương Gian, tuy rằng không biết hắn làm như thế nào, nhưng phán đoán của ta không thể sai được. Những đôi quỷ nhãn đỏ rực trên xác chết nam chính là minh chứng rõ nhất. Nếu nói những thứ này không liên quan gì đến Dương Gian, đánh chết, hắn cũng không tin. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2394, bóng hình trên thuyền 1. Bịch bịch,
Bịch bịch. Trong dòng nước tù đọng, những người đàn ông kỳ quái ướt sũng bước đi lang thang, những người này giống như những ác quỷ dưới nước. Không biết từ đâu đến, chỉ biết rằng họ xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa vừa xuất hiện đã ra tay với những xác chết nữ lạnh lẽo này. Một xác chết nam kéo một xác chết nữ lạnh lẽo, dù cố gắng vùng vẫy thế nào thì cuối cùng hai xác chết cũng chìm trong vũng nước đọng rồi biến mất trước mặt mọi người. Mọi thứ dường như đang trở nên tốt hơn. Số lượng xác chết nữ đang giảm nhanh chóng. Tuy nhiên cuộc đối đầu giữa quỷ và quỷ vẫn tiếp tục. Sau khi xác chết nữ và xác chết nam cùng nhau biến mất, một xác chết nữ mới lại nổi lên từ vũng nước đục. Nhưng sau khi xác chết nữ mới xuất hiện, một xác chết nam sẽ đến và kéo nó đi. Đây là một cuộc đối đầu thuần túy về mặt số lượng, bởi dù là xác nam hay xác nữ thì mức độ khủng bố cũng gần như nhau, suy cho cùng thì nguồn gốc của những xác chết này đều là quỷ hồ. Dương Gian đã đánh cắp linh dị của quỷ hồ và sử dụng sức mạnh linh dị này để chống lại quỷ hồ. Dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng ít nhất thì cuộc khủng hoảng trước mắt đã được giải quyết. Lúc này, Lý Quân, A Hồng, Liễu Tam, Tào Dương, Phùng Toàn đã nhân cơ hội này để thoát khỏi tòa nhà đáng sợ tối tăm và ẩm thấp bị nước đọng nhấn chìm, đi lên mái nhà. Họ nhìn nhau và lập tức hiểu ngay tình hình hiện tại. Dương Gian, ngươi đã tìm ra biện pháp đối phó với quỷ hồ rồi sao? Lý Quân ngồi trên sân thượng của tầng cao nhất để A Hồng bên cạnh trang điểm cho hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, biết đâu có thể nhốt quỷ hồ ở đây, khiến cho linh dị không thể phát tán. Liễu Tam nói, xác chết nam xuất hiện bàn. Nãy rất không bình thường, chỉ là xác chết nữ cũng rất khủng bố. Nếu việc đối đầu này diễn ra trong thời gian dài thì bên chịu thiệt sẽ là chúng ta. Có trời mới biết trong cái hồ này còn nổi lên được bao nhiêu xác chết nữ nữa, tới giờ vẫn chưa biết cách xử lý con ác quỷ gốc. Nhưng Tào Dương lại nói, trong tình hình thế này mà vẫn sống được là tốt rồi, nếu không có Dương Gian thì chúng ta đã kiệt sức mà chết ở đây rồi. Hắn khẽ lắc đầu tỏ vẻ hơi bất lực. Nhưng qua lần đối đầu trước đây, ta đã nhận ra không có cách nào giam giữ được quỷ hồ, ngay từ ngày đầu tiên quỷ hồ mất kiểm soát. Điều đó đã cho thấy con quỷ ở đây không phải thứ mà chúng ta có thể ứng phó, chỉ có một cách giải quyết là phong tỏa nơi này, giảm thiểu tổn thất, không để ác quỷ trong quỷ hồ đi nơi khác. Dương Gian đứng trên nóc của một tòa nhà, nói, đối đầu về mặt số lượng chỉ có thể nói là tác dụng tạm thời. Nhưng nếu muốn giải quyết triệt để quỷ hồ, ngoài việc phong tỏa chỗ này ra, ta còn một cách khác. Cách gì cơ? Vẻ mặt của Lý Quân thay đổi, đừng bảo là đưa vào trong tranh quỷ nhé. Phương pháp này không ổn, hai sự kiện linh dị cấp S tập trung một chỗ đã phiền phức lắm rồi. Còn thêm sự kiện khác nữa, ai mà biết được linh dị đụng độ nhau sẽ xảy sản sinh ra thứ quái quỷ khủng bố cỡ nào. Dương Gian bình tĩnh nói, nếu đã không có cách nào đối phó với quỷ hồ, vậy hãy tìm cách đưa quỷ hồ ra khỏi thế giới hiện thực. Có một đội trưởng tên là Vương Sát Linh, người phụ trách thành phố Đai Tô, ở thành phố đó có một ngôi nhà cổ thời dân quốc, trong ngôi nhà cổ có một chiếc đồng hồ quả lắc linh dị. Đồng hồ quả lắc linh dị có thể làm gián đoạn thời gian ở một khu vực. Nếu như có nó trong tay, biết đâu chúng ta có thể sử dụng đồng hồ quả lắc đó để làm xáo trộn thời gian trong khu vực này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cho dù không xử lý được quỷ hồ thì vẫn có thể khiến nó không thể xuất hiện trước mặt chúng ta. Đồng hồ quả lắc linh dị. Khi thông tin như vậy được nói ra, khuôn mặt của tất cả mọi người đều cứng lại. Thật không thể tin được lại có vật phẩm linh dị như vậy. Liễu Tam hết sức kinh ngạc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong giới linh dị. Đồng hồ quả lắc linh dị thật sự đã chứng tỏ lời nói đặc biệt này. Biết đâu nó thật sự có thể giải quyết quỷ hồ. Tào Dương trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu, tỏ vẻ kế hoạch này khả thi. Lý Quân lập tức nói, là cái nhà cổ lần trước ta từng tới đó hả? Cái đồng hồ mà không lấy được đấy hả? Hắn từng tham gia vào sự kiện ngôi nhà cổ ở thành phố Đai Tô, thậm chí còn chiến đấu chống lại một kẻ xấu tên là Trần Kiều Dương, vì vậy đương nhiên hắn biết rõ về chiếc đồng hồ quả lắc. Cho nên mới có độ khó. Dương Gian nói, đồng hồ quả lắc không tồn tại trong hiện thực, tồn tại trong một thời gian sai lệch. Muốn tìm thấy đồng hồ quả lắc thì phải liên tục kiểm tra thời gian của mình cho đến khi bản thân và đồng hồ quả lắc ở cùng một khoảng thời gian, như vậy mới có thể tìm thấy vật phẩm linh dị. Và để làm được điều đó, buộc phải thành thạo việc khởi động lại. Khởi động lại, điều kiện quá khó. Sau đó Tào Dương lắc đầu. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Chương 2395, bóng hình trên thuyền 2. Tìm được đồng hồ quả lắc và khởi động lại chỉ là điều kiện tiên quyết để đạt được mục đích. Cần phải khởi động lại liên tục, điều chỉnh thời gian lặp lại, cuối cùng mới có thể chạm mốc thời gian giống đồng hồ quả lắc. Đúng là rất khó, nhưng muốn xử lý quỷ hồ cũng rất khó, nhưng chỗ khó lại không giống nhau. Dương Gian nói, hắn theo dõi cuộc đối đầu về số lượng giữa quỷ và quỷ trong tòa nhà. Với số lượng xác chết nam và xác chết nữ triệt, tiêu lẫn nhau, hiện tại đã là tình thế ngang tài ngang sức, nhưng những xác chết nam quái dị trong tay Dương Gian không phải là vô tận. Chỉ có 1.200, nếu không thể ngăn chặn được tình hình ở quỷ hồ trước khi số lượng này cạn kiệt thì cuộc đối đầu này coi như hắn thất bại. Lý Quân nói, bây giờ nếu đến thành phố Đai Tô một chuyến thì cũng không lấy được đồng hồ quả lắc. Chúng ta hãy tạm gác ý tưởng này lại, bàn về tình hình trước mắt đi, với lại tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Ta có thể tạm thời đối phó với đám ác quỷ ngày càng gia tăng trong quỷ hồ, nhưng thế này vẫn vô dụng, Dương Gian nói. Liễu Tam trầm ngâm nói, số lượng quỷ không ngừng gia tăng, quỷ hồ nhấn chìm mọi thứ, sự tồn tại không thể giam cầm. Sự kiện linh dị này quả là nan giải, cũng không phải chuyện mà các đội trưởng của chúng ta có thể cùng nhau xử lý được. Lúc trước Dương Gian đã phong tỏa khu vực này, ta thấy cứ thế mà làm đi. Quảng đó mặc kệ, Tào Dương nghi ngờ hỏi. Liễu Tam nói, nếu không thì chúng ta còn có thể làm gì khác, kiệt sức mà chết ở đây à? Không đáng chút nào. Theo lý thuyết, Dương Gian cũng chỉ có một phương án đồng hồ quả lắc linh dị, nhưng tính khả thi của phương án này rất thấp. Tào Dương nói, ta đã có một phát hiện mới. Ban nãy khi chiến đấu với những xác chết nữ đó đã phát hiện ra một chi tiết, đó là dù ác quỷ trong quỷ hồ hay là những xác chết nữ liên tục xuất hiện, bọn chúng không bao giờ rời khỏi nước hồ. Ngươi nói nhảm gì thế, quỷ ở trong quỷ hồ chính là quỷ, đương nhiên sẽ không rời khỏi nước hồ. Liễu Tam nói. Tào Dương nói, không phải, ý của ta là những linh dị kia vẫn luôn giữ tiếp xúc với nước hồ, nói cách khác, bọn nó chỉ xuất hiện ở nơi có nước, nếu không có nước, những linh dị kia không có cách nào lên bờ. Điều này không chứng minh được gì cả, quỷ không có cách nào lên bờ, nhưng quỷ hồ có thể tiếp tục ăn mòn mọi thứ xung quanh nó, Dương Gian nói. Tào Dương nói tiếp, nếu như có cái gì ngăn trở quỷ hồ ăn mòn thì sao? Cộng thêm việc quỷ trong quỷ hồ không thể lên bờ, biết đâu có thể nhốt được quỷ hồ ở đó. Chỉ có những con quỷ khác mới không bị quỷ hồ ăn mòn. Ý của ngươi là dùng sức mạnh linh dị để phong tỏa quỷ hồ sao? Phương pháp này không tệ, ít nhất thì khả thi hơn một chút so với đồng hồ quả lắc linh dị, nhưng độ khó vẫn không nhỏ, Dương Gian nói. Lúc này Phùng Toàn nói, nếu như ta có thể đối phó với vấn đề ác quỷ thức tỉnh, ta có thể dùng đất mộ bao quanh toàn bộ quỷ hồ, ngăn chặn sự ăn mòn của quỷ hồ, không cho ác quỷ lên bờ. Điều này là không thể. Cho dù ác quỷ của ngươi chết máy, nếu muốn dựa vào đất mộ để bao quanh quỷ hồ thì ngươi cũng sẽ kiệt sức mà chết. Dương Gian lập tức bác bỏ ý kiến này. Ác quỷ chết máy cũng không phải là điều chắc chắn. Việc tiêu hao sức mạnh linh dị không giới hạn vẫn sẽ là chuyện không thể chịu đựng nổi. Mọi người cùng nhau bàn bạc, thảo luận với nhau để tìm ra cách đối phó với quỷ hồ một cách hợp lý. Không thể đối đầu chính diện. Ban nãy tất cả mọi người gần như kiệt sức mà chết, nếu không có sự xuất hiện của Dương Gian, giờ họ đã chạy trốn rồi. Nếu không xử lý được thì chỉ có thể phong tỏa. Tuy nhiên việc thay đổi địa mạo của Dương Gian cũng chỉ là phong tỏa sơ bộ, muốn phong tỏa toàn diện thực sự thì chỉ có đề nghị của Tào Dương và kế hoạch đồng hồ quả lắc của Dương Gian. Điều đáng tiếc là tính khả thi của hai giải pháp này không cao, giải pháp trước thì dễ nhưng hao sức quá nhiều. Giải pháp sau tuy khó nhưng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà, trong khi mọi người đang thảo luận, trong những tòa nhà trên mặt nước ở thành phố Trung Châu, cuộc đối đầu giữa quỷ và quỷ dần đi đến hồi kết vào. Khi hàng loạt xác chết nam và nữ loại bỏ, lẫn nhau, một sự thay đổi khó hiểu đã diễn ra trong quỷ hồ. Số lượng xác chết nữ không còn tăng nữa. Khi khoảng hơn chục xác chết nữ cuối cùng bị các xác nam kéo vào vùng nước đọng và biến mất, không một xác chết nữ nào xuất hiện trong một phút. Dương Gian nhận thấy sự thay đổi này, hắn hơi cau mày. Hắn không nghĩ đó là một tin tốt. Vì chỉ đánh cắp được 40% sức mạnh linh dị của quỷ hồ, nên trong cuộc đối đầu về số lượng này, hắn phải là người thua mới đúng. Dương Gian không hy vọng 1.200 người quái dị sẽ chiến thắng quỷ hồ. Hắn chỉ hy vọng rằng mình sẽ có đủ thủ đoạn để chiến đấu chống lại số lượng xác chết nữ đang tăng lên vô tận. Từ từ đã,
hình như có chuyện gì đó bất thường, xác chết nữ không xuất hiện nữa. Quỷ hỏa trong hai hốc mắt trống rỗng của Lý Quân nhảy lên, hắn cũng phát hiện tình huống này trong tòa nhà. Liễu Tam và Tào Dương cũng nhìn sang. Quả nhiên, trong tòa nhà tối tăm ẩm thấp, tất cả các xác chết nữ đều biến mất, chỉ còn lại một số xác chết nam lang thang đứng đó. Dương Gian, ngươi thắng rồi. Tào Dương lại nhìn sang Dương Gian. Đừng vui mừng quá sớm, ta vốn không chắc có thể thắng được quỷ hồ về số lượng, có lẽ có thay đổi mới rồi. Dương Gian thu ánh mắt lại, sau đó nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm trên mặt nước quỷ hồ. Mọi người đều nhận ra rằng đây có thể là một sự thay đổi chưa từng biết trong quỷ hồ, họ lại trở nên cảnh giác. Đột nhiên, những tiếng khóc nghẹn ngào trôi nhẹ nhàng trên mặt hồ chết chóc và lạnh lẽo. Nguồn gốc của âm thanh đó là trên chiếc thuyền độc mộc trên hồ. Dương Gian mở quỷ nhãn ra và lập tức quan sát. Ngay sau đó, mắt hắn hơi nheo lại. Trên boong thuyền gỗ, một người phụ nữ quái dị không biết đứng ở đó từ lúc nào. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng, áo khoác có kiểu dáng giống như những thi thể phụ nữ trước đó, mái tóc đen nhánh xõa xuống rơi trên boong thuyền. Hơn nữa mái tóc vẫn ướt sũng không ngừng nhỏ, nước như vừa mới gội đầu xong. Người phụ nữ quay lưng về phía mọi người nên không thể nhìn rõ đằng trước, nhưng vẫn có thể thấy người phụ nữ trên boong thuyền đang cầm một chiếc lược gỗ tươi như máu, đang từ từ chảy mái tóc dài ướt đẫm. Tiếng khóc vẫn trôi nổi khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi người gần như có thể kết luận. Đây là nguồn gốc của quỷ hồ này, một ác quỷ thực sự bí ẩn và đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2396, ăn mòn mọi người một. Tiếng khóc nức nở yếu ớt đang trôi trên mặt hồ chết chóc. Nguồn gốc của tiếng khóc tới từ một người phụ nữ kỳ lạ đang đứng trên chiếc thuyền gỗ, không biết người phụ nữ đó xuất hiện từ lúc nào, thậm chí không biết người phụ nữ đó đã đứng ở đấy từ lúc nào. Như thể nàng đã xuất hiện ở đó từ rất lâu, nhưng mọi người đều không nhận ra. Chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ, trong quỷ hồ có nhiều xác chết nữ như vậy, nhưng đây là cái đặc biệt nhất. Tào Dương nhìn chằm chằm bóng dáng màu trắng này. Liễu Tam nói, có thể đây là chân tướng trong quan tài dưới đáy hồ, nhưng trước đây không có ai có thể đối đầu với quỷ hồ tới giai đoạn này. Đều chưa thấy quỷ thật thì đã chết, chắc hẳn chúng ta là nhóm người ngự quỷ đầu tiên đi được tới bước này. Nói như vậy thì chúng ta còn phải cảm thấy vinh dự à? Tào Dương nói. Có lẽ đây là điều xui xẻo của con ác quỷ này. Nếu nó không lộ diện và ẩn nấp thì chúng ta không thể làm gì được nó. Nhưng nếu nó xuất hiện, có lẽ sự kiện quỷ hồ có thể hoàn toàn lắng xuống nếu chúng ta xử lý được nàng. Liễu Tam nói xong, cố gắng tiến hành dự đoán. Dự đoán hành vi tiếp theo của ác quỷ trên thuyền gỗ. Tuy nhiên ngay sau đó, đôi mắt Liễu Tam tối sầm lại và không nhìn thấy gì cả dưới sự quấy nhiễu đáng sợ của linh dị. Sự dự đoán trước của hắn lập tức mất hiệu lực, không thể biết được rốt cuộc ác quỷ này định làm gì tiếp theo. Điều này khiến gương mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Dương Gian, ngươi thấy tình huống này thế nào? Sau đó Tào Dương hỏi. Dương Gian nói, lần đầu tiên tiếp xúc với quỷ hồ, tất cả chúng ta đều chìm xuống hồ, gần như chưa đối đầu trực diện với ác quỷ. Lần thứ hai thì so về số lượng, có một sự thay đổi chưa xác định đã xảy ra trong quá trình đối đầu với xác chết nữ. Sự thay đổi này là điều không thể tránh khỏi, nếu cuộc đối đầu về số lượng cứ tiếp tục vô thời hạn, thứ nghênh đón chúng ta chắc chắn là hai bên đều chết máy. Vì vậy sự đối đầu linh dị chỉ khiến những thứ kinh khủng hơn sẽ nổi lên mặt nước, vì vậy ác quỷ trên thuyền xuất hiện. Cho nên, thứ quái quỷ trên thuyền còn đáng sợ hơn những xác chết nữ cộng lại. Tào Dương cau mày. Dương Gian nói, tiếp xúc với ác quỷ càng sâu, ngươi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm và khủng hoảng càng lớn, đây là một thực tế không thể tránh khỏi. Lúc trước ngươi từng nói xác chết nữ dưới hồ chỉ dẫm lên mặt nước không lên được bờ, nhưng thứ quái quỷ này đã phá vỡ quy tắc lúc trước, nó không những thoát khỏi hồ nước mà còn lên cả thuyền gỗ. Không bị hạn chế bởi quy tắc linh dị, điều này chứng tỏ cái gì thì trong lòng các ngươi đều biết rõ. Nếu liên thủ lại thì chúng ta có bao nhiêu phần trăm giải quyết được nó? Lý Quân nghiêm nghị nói, khó mà nói, hiện tại chúng ta không phải là mục tiêu của con quỷ đó, chỉ có hai tình huống nếu chúng ta thực sự động thủ. Một là nó sẽ bị chúng ta xử lý trong vòng vài giây, hai là bị nhóm chúng ta bị tiêu diệt. Chỉ có hai tình huống cực đoan này sẽ xảy ra, không có trường hợp thứ ba,
ta linh cảm rằng tình huống thứ hai có khả năng cao hơn. Dương Gian sờ trán, quỷ nhãn không ngừng chuyển động. Đây là một lời cảnh báo trước, đã từng xảy ra trước đây. Sự xuất hiện của một cảnh báo trước có nghĩa là có một mối nguy hiểm cực lớn sẽ xuất hiện, mấy đội trưởng hợp lực với nhau mà cả đội còn chết. Khả năng này chắc là không lớn. A Hồng nói, nàng không tin rằng chuyện này sẽ xảy ra. Trước khi ác quỷ xuất hiện, tất cả mọi người đều chìm xuống hồ, suýt chút nữa cả đội chết hết. Lời này của Dương Gian không phải đe dọa. Tào Dương nghiêm nghị nói, Lý Quân nói, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải tìm cách đối phó. Chẳng phải chúng ta đã thắng trong lần đối đầu về số lượng sao? Vẻ mặt của Dương Gian khẽ động, nhưng hắn không nói gì. Thật ra lần thứ nhất chìm xuống hồ nước hay lần thứ hai đấu về số lượng thì bên hắn toàn thua. Sở dĩ chống cự được là vì không biết tại sao hắn lại cướp được sức mạnh linh dị của quỷ hồ, sau đó dùng phần sức mạnh linh dị này để chiến đấu với quỷ hồ. Liễu Tam, ngươi đang làm gì thế? Phùng Toàn đột nhiên hét lên một tiếng, phát hiện Liễu Tam tự dưng không nói lời nào, vẻ mặt trở nên thất thần, sau đó đi từng bước về phía trước. Nhưng chưa đi được mấy bước thì tự dưng dẫm lên không trung, từ trên mái của một tòa nhà rơi thẳng xuống dưới. Thấy hắn sắp rơi vào quỷ hồ, Phùng Toàn dùng quỷ xương không chút do dự. Trong quỷ xương phiêu đãng, che phủ cả mặt hồ trước một bước, kéo Liễu Tam đang rơi trở lại. Phùng Toàn bước ra khỏi màn sương mù dày đặc, ném Liễu Tam xuống đất. Hắn không hôn mê mà là rơi vào trạng thái mất ý thức, cả người lại chậm rãi đứng lên, sau đó đi về phía trước. Hắn gặp vấn đề rồi. Tào Dương lập tức nói, có lẽ có liên quan gì đến lời nguyền lúc trước, hắn đang vô thức đi tới gần ác quỷ trên thuyền. Ngay sau đó, Liễu Tam dừng lại, như cõng một cái xác vô cùng nặng nề trên lưng, không còn cử động được nữa. Sau khi bị Tào Dương quấy nhiễu, hắn mới dần dần tỉnh táo trở lại. Liễu Tam, tình hình ngươi thế nào rồi? Lý Quân hỏi. Liễu Tam nhìn xung quanh rồi lại lắc đầu. Ban này ta đột nhiên thất thần, không có chuyện gì. Thất thần. Ban nãy ngươi suýt nữa rơi xuống quỷ hồ, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ Dương Gian sẽ mạo hiểm vớt ngươi lên sao? Lý Quân trầm giọng nói, kiểm tra kỹ tình hình của bản thân, chúng ta vẫn đang xử lý sự kiện linh dị, không thể tự mình gây chuyện. Ta cảm thấy mình rất bình thường. Liễu Tam xoa đầu, nhưng còn chưa kịp nói xong, một cánh tay của hắn đột nhiên buông xuống. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2397, ăn mòn mọi người hai. Một vài sợi tóc dài đen nhánh rơi xuống khỏi đầu hắn, mái tóc dài ướt sũng căn bản không thuộc về hắn, bởi vì tóc hắn ngắn, không dài chút nào. Những người khác cũng nhìn thấy mái tóc dài ướt sũng trên tay hắn. Tóc dài của ác quỷ, rõ ràng trước đây không có. Lý Quân chộp lấy nó, lập tức đốt quỷ hỏa để cố gắng thiêu rụi nó. Nhưng trong quỷ hỏa, mái tóc dài ướt sũng vẫn tồn tại và không thể bị tiêu diệt. Thời gian trôi qua, mái tóc đen dài trên đầu Liễu Tam cũng dần dần nhiều lên, như thể nó đang dài ra nhanh chóng. Vẻ mặt hắn trông có vẻ hơi mờ mịt, kỳ quặc quá. Lúc này Dương Gian cũng cảm nhận được, quỷ bóng đung đưa, cơ thể đang không tự chủ được cố thoát ra khỏi tầm kiểm soát của quỷ bóng. Có vẻ như hắn rất muốn rơi xuống quỷ hồ trước mặt và đắm chìm trong đó. Liễu Tam cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn đưa tay sờ lên gương mặt mình, không biết từ lúc nào mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo lạ thường, ngoài ra còn rất nhẵn mịn. Làn da này hoàn toàn không phải của hắn, mà là của một người phụ nữ. Không, chính xác mà nói, đây là da của một xác chết nữ. Là linh dị ăn mòn, ta đang bị ăn mòn. Liễu Tam lập tức đoán ra tình hình của chính mình. Suy nghĩ của hắn thay đổi rõ rệt, cái gì đã khiến ta bị ăn mòn, hồ nước, tiếng khóc, hay là bóng, lưng của ác quỷ trên thuyền, hoặc là lời nguyền đã bị nhiễm từ trước. Mọi thứ đều có khả năng hơn nữa. Liễu Tam phát hiện ra rằng sự ăn mòn này không thể đảo ngược, ngay cả cơ thể người giấy của hắn cũng không thể chống lại sự ăn mòn này. Chúng ta không thể ở lại đây nữa, nếu ở lại lâu hơn nữa, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối. Lúc này Tào Dương lên tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy dưới chân Lý Quân có nước chảy xuống. Dường như nước trong da người vẫn chưa rút hết. Quỷ bóng phía sau Dương Gian đung đưa, như thể cơ thể hắn đang bị kéo đi, sắp bị mất kiểm soát, hình như chỉ có ba người chúng ta có vấn đề. Những người khác là thật, chắc chắn có liên quan tới lời nguyền lúc trước.
hắn lập tức cầm cây kéo quỷ lên. Ngay khi chạm vào chiếc kéo quỷ, Dương Gian đã nhìn thấy lời nguyền. Lúc này, một xác chết nữ u ám lạnh lẽo đang chồng lên Liễu Tam, hai bóng người chồng chất lên nhau, càng ngày càng trở nên vừa vặn. Phải biết rằng trước đó xác chết nữ chỉ nằm trên người của Liễu Tam mà thô Dương Gian nhìn lại chính mình. Dưới lòng bàn tay của hắn quả thực có một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo, cả hai đồng dạng chuyển động. Khi hắn giơ tay lên, xác chết nữ cũng giơ tay lên, chỉ là sự chồng chéo này không nghiêm trọng như của Liễu Tam. Lời nguyền đang ăn mòn cơ thể chúng ta. Việc Liễu Tam mất kiểm soát ban nãy có liên quan tới chuyện này. Dương Gian đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ban nãy vẫn ổn mà. Lý Quân nói. Dương Gian nói, lúc trước ác quỷ trên thuyền chưa xuất hiện, nhưng bây giờ thì có, đó chính là sự khác biệt. Nếu không xử lý lời nguyền này thì không đủ tư cách chống lại con ác quỷ kia, phải tạm thời rút lui thôi. Nói xong, hắn nắm lấy ngọn thương dài bị nứt và quay người chuẩn bị bỏ đi. Tuy nhiên, quỷ bóng dưới chân đã quay lại, nhưng thân hình vẫn chưa quay đầu lại. Bóng và thân không đồng bộ với nhau, khuôn mặt của Dương Gian trầm xuống, buộc quỷ bóng điều khiển cơ thể mình để ngăn chặn tình huống mất kiểm soát này, nhưng việc ngăn chặn này chỉ là tạm thời, bởi vì việc lời nguyền ăn mòn cơ thể hắn sẽ chỉ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bản thân hắn còn thế này thì Liễu Tam và Lý Quân chắc cũng không khá hơn chỗ nào. Phùng Toàn, đưa mọi người rời khỏi phạm vi của quỷ hồ trước. Hắn không dám dùng quỷ nhãn nữa, mất kiểm soát vào lúc này là chết ngay. Được, Phùng Toàn gật đầu. Quỷ xương lan tràn, làn sương mù dày đặc nhanh chóng xuất hiện, bao phủ mọi người trên nóc nhà, trong chớp mắt. Sau khi sương mù dày đặc tan đi, tất cả mọi người trong lớp sương mù dày đặc cũng biến mất. Trên mặt hồ phẳng lặng, chiếc thuyền gỗ lắc lư, bóng lưng người phụ nữ xanh xao vẫn đứng đó, tiếng khóc nức nở yếu ớt phiêu đãng có thể nghe thấy rõ ràng. Không ai dám đến gần ác quỷ trên chiếc thuyền gỗ này. Việc hợp tác của một số đội trưởng chỉ khiến con quỷ thật sự lộ diện, không thể làm gì để tiến gần hơn một bước. Nếu bất chấp khó khăn và chiến đấu trong trạng thái này thì tức là đang tìm cái chết, không tồn tại khả năng chiến thắng, cho dù Dương Gian cầm đinh quan tài. Làn sương mù dày đặc trôi đi, tạm thời rời khỏi phạm vi của quỷ hồ. Đây là trạm dịch vụ trên đường cao tốc, tuy nhiên hiện tại trạm dịch vụ này không có một bóng người. Một làn sương mù dày đặc bao phủ trong chốc lát. Dương Gian, Lý Quân, Liễu Tam và những người khác đã bước ra khỏi màn sương mù dày đặc và đến nơi này. Ngay khi vừa chạm đất, Liễu Tam quỳ rạp xuống đất và nôn ra. Nước hồ lạnh lẽo vần đục không ngừng tuôn ra, làn da của hắn ngày càng trắng bệch, những sợi tóc dài đen ướt xõa xuống trên đầu, dường như cả người biến thành một người khác, không giống với diện mạo trước đây. Giống như một xác chết nữ lạnh lẽo, Lý Quân chưa đi được vài bước, bước chân hắn mềm oặt, suýt chút nữa ngã xuống. Cơ thể hắn đung đưa lắc lư giống như chứa đầy nước đọng, màu da cũng có, xu hướng trở nên trắng bệch, nhưng hắn là một lớp da người cũng là ác quỷ, cho nên ảnh hưởng cũng không quá nghiêm trọng. Lúc này cũng không rõ tình trạng Dương Gian tốt hay xấu, hắn không mọc ra mái tóc dài ướt sũng, cũng không có vệt nước chảy ra, nhưng thân thể không tự chủ được cứ muốn đi về phía quỷ hồ. Quỷ bóng vật lộn với cơ thể, tranh giành quyền kiểm soát. Hắn biết sở dĩ mình không bị ăn mòn là do hắn đã đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ, nhưng cũng chỉ giữ cho bản thân không bị ăn mòn, chứ hắn vẫn không thể chống lại sức ảnh hưởng của linh dị. Sao lại thành ra thế này? Phùng Toàn cũng kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, vài người đội trưởng đã xảy ra tình trạng như vậy, cũng may là bọn họ đã kịp thời rời đi, nếu chậm hơn vài phút nữa thì e là muốn đi cũng khó. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2398, lời nguyền của ba người một. Lúc trước ba người chúng ta đã bị nguyền rủa, nhưng lúc đó ảnh hưởng không lớn lắm. Hiện tại tình hình càng ngày càng gay gắt, thân thể như bị ăn mòn. Ta cảm thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên tạm thời chọn rút lui. Nếu động thủ mà ba người cùng nhau gặp vấn đề thì mọi chuyện chắc chắn rất tệ. Lúc này Dương Gian vẫn cầm cây kéo quỷ trong tay. Hắn đã nhìn thấy lời nguyền kia. Một xác chết nữ lạnh lẽo gần như đã trùng khít lên Liễu Tam, bắt đầu ảnh hưởng đến ý thức của Liễu Tam và thao túng hành vi của hắn. Ban nãy lúc Liễu Tam mất lý trí, không phải hắn đang hoạt động, mà là xác chết nữ đang hành động,
thân thể của hắn bị ác quỷ ám giống như con rối gỗ, được dẫn đi bộ. Tuy nhiên, Dương Gian cũng bị như vậy, chỉ là hắn đỡ hơn Liễu Tam một chút, chỉ là cơ thể mất khống chế, quỷ bóng cũng chưa vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Quỷ bóng vẫn có thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời. Người có tình hình tốt nhất chắc là Lý Quân. Hắn là người chịu ảnh hưởng ít nhất bởi lời nguyền, vì bản thân hắn là da người, bên trong da người đầy rẫy quỷ hỏa, dựa vào quỷ trang để duy trì ý thức của người sống. Toàn thân hắn không có chỗ nào là người sống, cho nên Lý Quân cho tới bây giờ vẫn chưa mất kiểm soát, chỉ là có chút dấu vết bị xâm nhập mà thôi. Còn chưa động thủ đã tan tác, thực sự là quá vô lý. Vẻ mặt Lý Quân ảm đạm, không vui chút nào. Đã đến bước này rồi, họ đã chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm, nhưng không ngờ họ lại phải chạy trốn khi đối diện với thứ được nghi là ác quỷ gốc. Họ không chạy trốn khi chìm xuống quỷ hồ, cũng không chạy trốn khi bị vô số xác chết nữ vây quanh, nhưng bây giờ, có lẽ đây là giới hạn mà chúng ta có thể đạt tới khi đối đầu với quỷ hồ, chỉ là mới nhìn thấy con ác quỷ đó mà thôi. Nếu chúng ta tiến thêm một bước nữa thì buộc phải tiếp tục phát triển, hoặc phải nghĩ ra cách khác. Tào Dương không bị nguyền rủa, hắn rất bình tĩnh nói. Hơn nữa nếu không thoát khỏi lời nguyền thì đừng nghĩ đến việc quay trở lại quỷ hồ, một khi lại gần chưa biết chừng chúng ta có thể chết đuối. A Hồng nói, Dương Gian, ngươi có cách nào xử lý lời nguyền không? Dùng kéo quỷ có thể cắt đứt lời nguyền, nhưng cũng phải chịu rủi ro tương ứng là bị nhiễm lời nguyền từ ác quỷ khác. Nếu muốn giải trừ hoàn toàn lời nguyền của quỷ hồ bằng kéo quỷ, ta nghĩ rằng phải chịu đựng ít nhất lời nguyền của ba ác quỷ khác mới ổn. Lời nguyền của quỷ hồ rất mạnh, ta chưa từng thấy như vậy bao giờ. Tào Dương nói, hắn vẫn còn kinh hãi. Bởi vì lời nguyền của quỷ hồ giống như một ác quỷ thực sự bám vào trên người, rất khó để thoát khỏi. Lý Quân không cần quan tâm đến lời nguyền trên cơ thể, hắn thậm chí còn không phải là người sống. Thêm một lời nguyền nữa hay bớt một lời nguyền cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao thì cơ thể hắn cũng chết sẵn rồi, hắn sẽ không chết nữa. Dương Gian nói, về phần ta không cần dùng kéo quỷ, có thể tự mình xử lý. Nếu cơ thể này đang phải chịu lời nguyền, vậy thì ta chỉ đơn giản là từ bỏ cơ thể này và thay thế nó bằng một cơ thể mới. Cơ thể mới tự nhiên sẽ không bị nhiễm thứ quái quỷ này. Vừa dứt lời, Dương Gian đã hành động. Hắn cũng không kiêng kỵ. Quỷ bóng thoát khỏi thân thể ban đầu, lấy đi quỷ thủ hóa đen, cũng lấy đi quỷ nhãn trong cơ thể, đồng thời lấy đi tất cả những thứ có giá trị và những vật linh dị trên người. Sau đó, cơ thể vô hồn không bàn tay của hắn đã bị lột sạch. Quỷ bóng đứng sừng sững tại chỗ, một khuôn mặt máu tươi có dáng vẻ của Dương Gian được in trên bóng đen. Như thể đây mới là hắn, thân thể quen thuộc chỉ là vật bất ly thân có thể thay thế bất cứ lúc nào. Sau đó, một cảnh tượng khiến ai cũng cảm thấy khó tin hiện ra. Một đường nét mới của Dương Gian dần dần hiện ra trước mắt hắn, đường nét này chuyển từ mờ sang rõ ràng, cuối cùng một người giống hệt Dương Gian đã hoàn toàn hình thành. Người này không có hơi thở, không có hô hấp, nhưng sắc mặt hồng hào, khí sắc rất tốt. Giống như một người thực vật chìm trong giấc ngủ say, có hơi thở của người sống, khác hẳn với vẻ u ám vô hồn trước đây. Thay đổi hiện thực, tạo ra một cơ thể mới. Ánh mắt Tào Dương lóe lên, hắn hiểu rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Lý Quân và A Hồng cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, quỷ bóng hắc ám xâm nhập vào thân thể mới này. Nối thêm quỷ thủ, quỷ nhãn ký sinh, dịch chuyển sức mạnh linh dị. Ngay sau đó, Dương Gian mới mở mắt tỉnh dậy, mà trước mặt hắn còn có một người giống y hệt. Đó là một cơ thể già nua, không còn sức sống, nhưng nó vẫn không ngã xuống, nó vẫn đứng ở phía trước, vào lúc này nó không ngừng đi về phía trước, mỗi bước đều để lại một dấu chân ướt sũng, đồng thời cơ thể đó cũng mất đi sức mạnh linh dị, trong hoàn cảnh đó, nó bắt đầu nhanh chóng bị ăn mòn bởi lời nguyền của quỷ hồ. Quả nhiên, phương pháp này đã thành công, ta đã thoát khỏi lời nguyền. Dương Gian cầm cây kéo quỷ và quan sát xác chết của hắn trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2399, lời nguyền của ba người hai. Xác chết nữ lạnh lẽo đã hoàn toàn trùng khít với cơ thể trước đó và nó đang dần dần đi về hướng quỷ hồ ở phía xa, lời nguyền không bị dịch chuyển sang cơ thể mới.
Điều này rất hợp tình hợp lý, bởi vì cơ thể mới được tạo ra bởi sợi dây chuyền quỷ đã thay đổi hiện thực. Nó là sản phẩm của một vật phẩm linh dị khác và không liên quan gì đến quỷ hồ. Hóa ra là vậy, ngươi luôn duy trì trạng thái người sống thông qua phương pháp này. Thảo nào ngươi luôn duy trì bộ dạng không bị ảnh hưởng bởi ác quỷ. Lý Quân cũng đã hiểu ra, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Gian, quỷ hỏa trong hốc mắt nhảy lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Quân đang nghĩ rốt cuộc Dương Gian này có thực sự là Dương Gian không? Dương Gian thật đã chết từ lúc nào không biết. Sau đó Lý Quân lắc đầu, không nghĩ đến những vấn đề triết học như vậy, đây vốn không phải chuyên môn của hắn. Cái xác đã thay đổi. Phùng Toàn nhìn chằm chằm vào cái xác mà trước đó Dương Gian đã bỏ rơi. Lúc này, cơ thể bị nguyền rủa của Dương Gian đang có những thay đổi quái dị khi nó không ngừng di chuyển về phía trước. Đầu tiên là tóc của xác chết dài ra giống như liễu tam, nhưng sự thay đổi này nghiêm trọng hơn nhiều so với liễu tam bởi vì tốc độ tóc mọc quá nhanh. Không lâu sau, cơ thể của Dương Gian đã phủ đầy tóc đen, hơn nữa nó cũng nhỏ nước ướt đẫm. Sau đó, làn da của cái xác dần dần trở nên trắng bệch, máu trên cơ thể cũng đang rút rất nhanh. Ngay cả quần áo trên người cũng bắt đầu bạc màu, biến thành một màu nhợt nhạt kỳ quái. Chỉ mười mấy giây sau, Dương Gian ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một xác chết nữ mới. Cơ thể trước đây của hắn dường như bị thay thế bởi lời nguyền. Thì ra là vậy, Tào Dương sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Phùng Toàn nói, có vẻ như sau khi chịu lời nguyền của quỷ hồ, người ngự quỷ sẽ dần bị ăn mòn, cuối cùng trở thành một xác chết nữ mới. Trước đó vì có sức mạnh linh dị nên có thể chống lại sự thay đổi này, nhưng một khi không có sự can thiệp của sức mạnh linh dị, sự ăn mòn này thật đáng sợ, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Xâm nhập, thay thế, phương thức tấn công này chắc chắn không phải từ quỷ hồ, không biết quỷ hồ đã cướp từ người ngự quỷ nào. Dương Gian không cảm xúc, tiện tay quăng một cái. Ngọn thương bay đi, xuyên qua thân thể đã biến thành một xác chết nữ. Đinh Quan Tài áp chế, cái xác ngã xuống đất không thể nhúc nhích, đồng thời một lượng lớn vệt nước cũng không ngừng chảy ra ngoài cái xác. Giống như một quả bóng xì hơi, cái xác bắt đầu khô quắt nhanh chóng, sau đó da thịt tan ra, quần áo mục nát, trong nháy mắt chỉ còn lại một vũng nước thi thể hôi thối. Ta hiểu rồi, đây là nguyên nhân khiến xác chết nữ không thể lên bờ, một khi lên bờ, xác chết nữ không thể chạm vào quỷ hồ. Bị áp chế sẽ biến ngay thành một vũng nước. Xác chết nữ chạm vào nước hồ giống với ác quỷ thật sự, không thể giết được. Thấy vậy, Tào Dương đã thu được một thông tin rất quan trọng. Dương Gian nói, cũng có lý, nhưng quỷ hồ lớn đến mức xác chết nữ không cần lên bờ, nó chỉ đợi chúng ta ở đó. Dù biết được điều này thì chúng ta cũng đâu thể làm gì, căn bản là không thể xử lý. Đúng vậy, con quỷ hoàn toàn không rời khỏi quỷ hồ, nhưng có thể xâm nhập vùng nước khác thông qua quỷ hồ và ảnh hưởng đến thành phố. Một chút sự vui mừng vừa xuất hiện của Tào Dương lập tức bị dập tắt. Lời nguyền của ngươi đã được hóa giải, lời nguyền của ta không cần quan tâm, vậy còn Liễu Tam thì sao? Lý Quân nói, tình trạng của hắn hình như còn tệ hơn. Dương Gian lại nhìn sang Liễu Tam. Lúc này, trên đầu Liễu Tam đã mọc tóc đen, làn da trắng bệch và nhẵn mịn, ý thức hình như đang bị ăn mòn. Một bên mắt trắng bệch và tê dại, lời nguyền đã ăn mòn ít nhất một nửa cơ thể hắn. Nếu cứ để như vậy thì hắn sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Một khi chuyện này xảy ra, e rằng Liễu Tam người giấy sẽ trở thành Liễu Tam của quỷ hồ. Khi đó, một ác quỷ khủng khiếp khác sẽ xuất hiện. Hết cách rồi, đành phải dùng quỷ kéo thôi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hắn thật sự sẽ chết. Tào Dương nói ngay, ta biết. Vẻ mặt của Dương Gian khẽ động, trong tay hắn đã cầm cây kéo quỷ, tầm nhìn đã thay đổi. Hắn nhìn thấy xác chết nữ lạnh lẽo và Liễu Tam gần như trùng khít lên nhau, hơn nữa hình như còn có tiếng nói thì thầm truyền ra. Đồng thời xung quanh hắn đã chìm vào bóng tối. Cái xác không hoàn chỉnh, cái đầu quái dị, tiếng máu chảy nhỏ giọt, tiếng bước chân đến gần. Tất cả các loại hiện tượng linh dị xuất hiện xung quanh, chúng đều là những lời nguyền được tích lũy. Mỗi lần sử dụng chiếc kéo quỷ tương đương với việc chạm vào những lời nguyền này, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm phải. Dương Gian, nếu không tiện cho ngươi thì cứ để ta. Tào Dương nói, nếu thực sự bị nhiễm một chút lời nguyền thì ta cũng sẽ tìm cách xử lý. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2400,
Lời nguyền của ba người ba. Không cần, khả năng chịu lời nguyền của ta mạnh hơn bất kỳ ai. Ta thậm chí có thể thoát khỏi lời nguyền của quỷ hồ, ta tin rằng những lời nguyền khác cũng không thể ảnh hưởng đến ta. Dương Gian lắc đầu từ chối lòng tốt của Tào Dương. Sau đó hắn tiến lên một bước để chuẩn bị động thủ. Hắn cầm cây kéo quỷ cắt về phía cổ của xác chết nữ gần như trùng khít với Liễu Tam. Nhát cắt đầu tiên, hắn chỉ cắt được một nửa đầu của xác chết nữ. Ngay sau đó, tất cả những lời nguyền rủa trong tầm mắt của Dương Gian dường như trở nên sống động, có một cảm giác kinh hoàng về việc ác quỷ thức tỉnh đang đến gần hắn. Và hiệu quả dỡ bỏ lời nguyền đã xuất hiện. Một bên mắt trắng bệch của Liễu Tam trở lại bình thường, ý thức của hắn cũng tỉnh táo lại. Còn chưa đủ, Tào Dương nói, phải sử dụng nó ít nhất 3 lần mới được. Dương Gian nói, sau đó hắn đưa kéo ra và cắt lần thứ hai. Một phần khác của cái đầu đã bị cắt bỏ. Mái tóc đen dài trên đầu Liễu Tam nhanh chóng biến mất, dấu vết hắn bị xâm nhập cũng biến mất. Nhưng ở nhát cắt thứ hai, khuôn mặt của Dương Gian đơ ra, hắn cúi đầu nhìn xuống. Một cái đầu chết thối giữa đã quay lại không biết từ lúc nào, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào hắn một cách quái dị. Cái đầu người chết thối giữa này đang dần biến mất, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn luôn tồn tại. Hắn lại quay sang nhìn. Không biết từ lúc nào cái đầu chết thối giữa đã ở trong bóng tối cách hắn không xa, cứ như một ác quỷ đáng sợ đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Bị nhiễm một lời nguyền rồi, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu Dương Gian. Không cần tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, chỉ cần dựa vào trực giác là đủ để phán đoán tình hình hiện tại. Quả nhiên chiếc kéo quỷ này không phải là vật dụng linh dị hữu dụng. Nếu đã không thể tránh khỏi tình huống này, vậy thì cũng lười để ý tới nó. Nói xong, hắn dùng cái kéo lần thứ ba. Một mảnh lớn khác bị cắt rời khỏi đầu của xác chết nữ trên người Liễu Tam. Đúng lúc này, Liễu Tam ngừng nôn, không có vệt nước tiếp tục chảy ra ngoài, những tiếng thì thào bên tai cũng biến mất. Ý thức của hắn không còn nguy cơ bị xâm chiếm nữa. Về phần cơ thể, Dương Gian không muốn động thủ bởi vì quá phức tạp, cần sử dụng ít nhất 6 đến 7 lần cắt nữa. Hắn cảm thấy như vậy thì không có lời, dù sao Liễu Tam cũng sẽ không chết ngay bây giờ. Chỉ nhiễm phải một lời nguyền thôi, tuy rằng không tính là may lắm, nhưng cũng không tệ. Vẻ mặt của Dương Gian khẽ động, sau đó cất chiếc kéo quỷ đi. Quỷ hồ có thể ăn mòn ý thức và là khắc tinh của những dị loài như chúng ta, các ngươi phải cẩn thận. Sau khi Liễu Tam tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói chính là cái này, đã nhìn ra rồi. Tào Dương nói, ban nãy ngươi rất khó duy trì tỉnh táo, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi nhất định sẽ chết. May mà quỷ kéo không bị thất lạc trong quỷ hồ, nếu không thì thật sự không còn cách nào xử lý lời nguyền này. Đa tạ, ta nợ ngươi một mạng, Liễu Tam nói. Tào Dương nói, ta không cứu ngươi, mà là Dương Gian. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn ấy. Ý thức của Liễu Tam không tỉnh táo nên cho rằng Tào Dương đã dùng quỷ kéo. Dương Gian, ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngươi. Sau đó hắn hơi xấu hổ nói. Đó không hẳn là rắc rối thực sự vẫn chưa được giải quyết. Dương Gian nói, quỷ hồ sao? Mọi người đều im lặng và rơi vào bầu không khí ngưng đọng hơn. Sự kiện linh dị này quá khó ứng phó. Hơn nữa tình hình vẫn rất phức tạp, xét theo lần tiếp xúc trước, đã không còn điều kiện để giam giữ quỷ hồ. Một khi bị ác quỷ trong quỷ hồ tấn công, dù không chết nhưng cũng sẽ bị nguyền rủa, sức mạnh linh dị cũng sẽ bị đánh cắp. Điều đó có nghĩa là, càng đối đầu với quỷ hồ càng thấy khiếp sợ. Khả năng phát triển của nó là không giới hạn. Nếu hành động tiếp theo không được xử lý chắc chắn, lại bị quỷ hồ tấn công thêm mấy lần, ai biết được quỷ hồ sẽ phát triển đến mức độ nào. Từ các thông tin hiện tại có thể suy ra, quỷ hồ xâm chiếm và thay thế người sống chắc là đánh cắp từ Thẩm Lâm, số lượng cướp từ Liễu Tam, quần, áo cướp từ ông già một mắt. Dương Gian bị tấn công nhưng không bị đánh cắp vì trước đó hắn đã có sức mạnh linh dị của quỷ hồ nên không bị ảnh hưởng. Về phần Lý Quân, hình như không đánh cắp được gì, không biết có phải do lúc đó hắn mất đi ý thức hay không. Các bạn vừa nghe xong tập 240 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.